Vừa qua tại Hà Nội, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV đã tổ chức lễ kết nạp công ty cổ phần HT Việt Nam. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV có 7 thành viên kinh doanh và 4 thành viên môi giới. Thành viên mới, công ty cổ phần dịch vụ HT Việt Nam, là thành viên kinh doanh thứ 7 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, đào tạo trên thị trường tài chính Việt Nam và quốc tế. Đơn vị này được xây dựng và vận hành bởi các nhà giao dịch có hơn 10 năm kinh nghiệm về thị trường tài chính thế giới, với nhiều hoạt động như đào tạo kiến thức cơ bản về thị trường phái sinh hàng hóa, đào tạo kiến thức phân tích kỹ thuật hiện đại nhằm giúp các nhà đầu tư đưa ra những quyết định chính xác trên các giao dịch tư vấn môi giới đầu tư thị trường phái sinh hàng hóa, v.v. Việc tham gia vào Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam sẽ giúp đơn vị này đem tới các sản phẩm phòng hộ rủi ro, hướng tới phục vụ các doanh nghiệp có hoạt động giao dịch hàng hóa cơ sở trên thực tế, đảm bảo hàng hóa chuyển giao hoặc khoản lợi nhuận bù đắp cho chi phí đầu tư, cung cấp công cụ đầu tư giá cả hàng hóa quốc tế hiệu quả, trong khi vẫn đảm bảo các tính năng công nghệ tiện ích nhất tới người tiêu dùng.